Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hình ảnh Tổng Bí thư cùng gia đình gói bánh Tết được cộng đồng mạng xúc động chia sẻ. Người dân khổ sở vì nút thắt của chai giao thông. Những ngày qua, bức ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng gia đình gói bánh chưng được nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải với dòng trạng thái. Đây là một trong những bức ảnh lần đầu tiên được công bố trong cuốn sách xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ra mắt ngày 21 tháng 6 năm 2024 của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Theo tìm hiểu của chúng tôi, bức ảnh này được chú thích Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng gia đình gói bánh chưng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Kỷ Hợi 2019. Nguồn ảnh, văn phòng Tổng Bí thư, bức ảnh được minh họa cho bài viết của Tổng Bí thư trong cuốn sách với tựa đề Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khắc họa rõ tư duy, tư tưởng, đường lối, quan điểm ấy của Tổng Bí thư. Cuốn sách là tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, nói chuyện của người đứng đầu đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong hơn 60 năm qua. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 2 trong năm 2024. Dự báo sáng nay, bão sẽ ở trên đảo Hải Nam Trung Quốc với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau khi đi vào đảo Hải Nam, bão số 2 sẽ tiếp tục đi vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Với hướng di chuyển như vậy, khả năng bão sẽ gây ra mưa lớn ở nhiều tỉnh thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ. Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Đông khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 và cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m. Ngày 21 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã gửi công điện hỏa tốc về việc chủ động phòng chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Động thái này được đưa ra ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở làm hai người thương vong ở huyện Đam Rông. Đối với vụ sạt lở ở huyện Đam Rông vào chiều ngày 20 tháng 7, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả, tổ chức thăm hỏi các hộ dân có người bị nạn để kịp thời động viên, hỗ trợ theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan khi thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới tiếp tục xảy ra sạt lở làm chết người. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông phải cưỡng chế các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã được rà soát, cảnh báo di dời đến nơi an toàn, tuyệt đối không được để người dân tự ý quay về khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có chức năng. Những ngày qua, công nhân cùng hàng loạt các thiết bị máy móc đã có mặt trên đường Võ Văn Kiệt để tất bật thi công xóa giải phân cách, mở rộng làn đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết kẹt xe. Theo ghi nhận, nhiều đoạn thuộc dự án mở rộng đường Võ Văn Kiệt đã hoàn thành việc di dời cây xanh. Đoạn cầu Lò Gốm hướng về hầm Thủ Thiêm đã hoàn tất việc mở rộng trải nhựa liền mạch với mặt đường cũ. Trong khi đó, các đoạn phía về hầm Thủ Thiêm, nhiều máy móc, công nhân đang tất bật thi công xây dựng mở rộng, xóa các con lươn, đốn hạ cây để lấy mặt bằng. Đa phần người dân lưu thông trên tuyến đường này cũng rất ủng hộ đối với việc xóa giải phân cách, mở rộng làn đường. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, tính đến ngày 24 tháng 6 vừa qua, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế mới đạt 4,45%. Như vậy, từ đầu năm đến nay, đã có thêm 603.000 tỷ đồng được bơm thêm ra nền kinh tế. Mặc dù mức tăng trưởng tín dụng này đã cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đặt ra là tăng trưởng tín dụng đạt 5-6% vào cuối quý 2 năm nay. Điều này có nghĩa là tiền trong các nhà băng vẫn rất dồi dào. Dù vậy, thực tế cho thấy trong khoảng 3 tháng trở lại đây, ngoại trừ 4 ngân hàng thương mại nhà nước vẫn giữ nguyên lãi suất tiết kiệm, nhiều ngân hàng thương mại tư nhân đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi từ 0,5-1,6%. Nhận định điều này, một số chuyên gia cho rằng việc các ngân hàng thương mại tư nhân liên tục cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm chủ yếu nhằm đánh động vào tâm lý của người tiêu dùng, khiến họ nghĩ rằng lãi suất tiết kiệm đang tăng và lãi suất cho vay buộc phải tăng theo. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluottp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Dự báo trời sẽ càng nóng, thì không độ càng thưởng nóng.
xé nhãn, quay số nè. Trúng tổng tiền mặt tới 1.8 tỷ. Thưa quý vị, những năm qua, nhiều dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông đang dang dở và đang tạo thành những nút thắt cổ chai, gây ra ùn tắc nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng này xảy ra chủ yếu ở các cửa ngõ, nhất là vào giờ cao điểm, gây rất nhiều khó khăn cho người dân. Trạng thái lọt thỏm giữa ma trận kẹt xe của người dân không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân họ, mà những nút thắt này còn tác động to lớn hơn đến đời sống kinh tế của người dân. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Đoàn Hồng Đức, phụ trách bộ môn Quy hoạch Giao thông, Viện Xây dựng Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, tình trạng nút thắt cổ chai trong hệ thống giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đang tác động như thế nào tới đời sống kinh tế của người dân? Tôi có thể phân tích ngắn gọn các cái tác động của cái nút thắt giao thông đến với đời sống kinh tế của người dân. Thì thứ nhất, cái điều tin ta nhận thấy được rằng đó là cái hệ thống giao thông tại Hồ Chí Minh hiện nay đang quá tải để đáp ứng được cái nhu cầu đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh. Các cái tác động có thể dễ dàng nhận thấy nhất đó chính là cái sự lãng phí về thời gian. Thì cái sự lãng phí thời gian nó sẽ tác động đến các thành phần cụ thể như, thứ nhất, đối với cái người dân tham gia. Thì người dân tham gia sẽ mất nhiều thời gian để di chuyển, người dân tham gia sẽ mất nhiều chi phí cho các cái hoạt động đi lại thay vì trước đây người dân sẽ bỏ ít chi phí hơn. Người dân sẽ cảm thấy di chuyển qua các cái cung đường bị kẹt xe sẽ gây ảnh hưởng tổn hại đến sức khỏe và nó giảm cái hiệu suất làm việc của người dân khi đi đến các cái cơ quan làm việc, hoặc là giảm các cái hiệu suất học tập khi các cái sinh viên đến trường. Cái khía cạnh thứ hai là đối với các cái doanh nghiệp, khi mà bị kẹt xe thì cái chi phí vận chuyển tăng cao, dẫn đến cái chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp tăng cao, do đó thì hàng hóa bán ra tăng, ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của công ty, ảnh hưởng đến tác động rất lớn đến cái sự tồn tại bền vững của một công ty. Cái thứ ba đó về khía cạnh chính quyền, thì chính quyền sẽ phải có rất nhiều các cái giải pháp, huy động rất nhiều cái nguồn lực về tài chính, nguồn lực về quản lý để có thể giải quyết được các cái tình trạng nút thắt giao thông. Cái khía cạnh thứ tư đó là các cái nhà đầu tư, thì khi các nhà đầu tư đi đến thành phố Hồ Chí Minh quan sát thấy, nhận thấy rằng, đánh giá lại thấy rằng là với cái chi phí vận tải, chi phí logistics tăng cao do cái hình ảnh hưởng của ùn tắc giao thông sẽ mất đi cái điểm cộng của thành phố Hồ Chí Minh, do đó thì các nhà đầu tư sẽ tìm một cái thành phố khác hoặc kể cả tìm một đất nước khác để đầu tư. Xin hết. Ở tầm rộng lớn hơn, theo ông, những nút thắt này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc thu hút đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và quốc gia nói chung, thưa ông? Thì đối với cái nút thắt này á, cụ thể đó là các cái doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư thì họ sẽ lựa chọn một cái đất nước có một cái hệ thống giao thông tốt đi lại, cụ thể là hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống giao thông đường thủy, hệ thống giao thông cảng, hệ thống giao thông đường sắt. Thì đối với thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì cái mạng lưới giao thông đường bộ là tương đối hình thành tốt và hệ thống cảng, nhưng tuy nhiên các cái hệ thống giao thông này vẫn chưa được kết nối một cách được phù hợp, một cách lúc phù hợp, và dẫn đến cái tình trạng là khi mà hàng hóa lưu thông chuyển đổi giữa các phương thức vận tải trở nên khó khăn, dẫn đến tình trạng là hàng hóa, chi phí hàng hóa bốc xếp di chuyển tăng cao, dẫn đến cái việc các nhà đầu tư sẽ cảm thấy khó khăn hơn so với các địa phương khác có cùng cái các thuận lợi của Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn ông. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Kính thưa quý vị, là người bạn đồng hành của độc giả, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề trong cuộc sống. Chúng tôi cũng rất vui khi liên tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc khắp nơi gửi về. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Chí Nghiêm gọi đến đường dây tiếp nhận thông tin nóng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Ông là thầu công trình,
Năm 2018, ông được một người quen hứa hẹn môi giới các công trình xây dựng lớn. Sau khi ông chọn được công trình phù hợp, thì người này ra giá 400 triệu đồng. Ông chuyển đủ tiền nhưng không nhận được công trình như lời hứa. Sau nhiều lần đôi co thì bên kia hứa sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên đến nay đã nhiều năm trôi qua, ông vẫn chưa lấy lại được tiền. Ông Nghiêm thắc mắc, ông có thể gửi đơn tố cáo về hành vi chiếm dụng tiền của người kia hay không? Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Bùi Thị Nhị, thành phố Hồ Chí Minh, là người đại diện trong một vụ án tranh chấp không gian chưa có hồi kết. Bây giờ bà tuổi cao sức yếu nên mong sớm có kết quả của vụ án. Bà mong báo phản ánh về vụ việc. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã kịp thời chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.